Vâng, là bay auto gara sửa chữa xe ở đường Phú Thuận quận 7. Và hôm nay anh chủ cửa hàng cũng mới rước một em xe về, cũng may mắn được anh ủng hộ luôn bộ hàng. Mà hầu luôn đi sếp, xe của anh chủ luôn. Ê, Ford EcoSport 2018. Đây là nhà màu gray, hay gọi là ghi màu xám này. Đấy, mấy anh như em hay. Đấy, cảm ơn. Chiếc này thì quá đơn giản, sếp ạ. Mở cửa bên kia cho sáng. Cho lùi ghế lại một tí thì nó dễ lắp hơn. Trong sếp đúng là có khác, mua xe chả có tầm thì đến cái chỗ mở lùi ghế gì cả đấy, bỏ cái thảm luôn, cứ ra có thẩm tin là có cái thảm này luôn, anh em đặt ra cái đây có cái này luôn à? Bỏ luôn, bỏ sếp Bình ơi. Nếu mà anh chủ xe mua xe còn chả còn chưa biết chỗ tiền lên lùi ghế đấy này, dùng điện quen quá, dùng cơ giờ mới còn vỡ nữa. Đấy, mình làm cái mức độ khó quen rồi, đến khi mà mình làm cái dễ. Đấy. Đấy, đúng không? Đấy, đúng rồi. Cho tiền lên đi cho anh đỡ bụng này. Đấy, đúng rồi. Chuẩn đấy. Chỗ nào hở không thì để về bắt lỗi anh em cái.